Với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 4 đối tượng: Nguyễn Trung Toàn 33 tuổi, Lê Văn Hạnh 41 tuổi, Trần Tấn Tài 37 tuổi và Võ Hoàng Anh 34 tuổi, đều ngụ tỉnh Đồng Nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Trước đó, bất ngờ đột kích vào phòng trọ của Toàn tại khu phố 1, phường An Hòa, công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang Toàn, Hạnh, Tài, Hoàng Anh và Mạnh đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cả 5 trên 5 đối tượng dương tính với chất ma túy, thu giữ một nỏ thủy tinh, một gói ma túy đá. Làm việc với công an, các đối tượng Toàn, Hạnh, Tài, Hoàng đã khai nhận góp tiền để Toàn mua 600.000 đồng ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch, rồi cùng với Mạnh sử dụng thì bị bắt.